đời sinh ra không phải là ai cũng chạy thảm, không phải là thảm cỏ để mà đi đâu. Và cũng dễ nhai rồi anh em. Nó mua đồ bé luôn rồi đúng không? Nói là cả hàng rồi chứ về chi là. Rồi hello mọi người, cái xe này là anh em thợ hàn 4 ngày rồi này, nhờ mình cứu đấy. Rồi chở luôn cả cái thùng cắt tông nhựa ở đây này. Đó, ốc này anh em vứt thế này này. Đây bồ quạt xe nhá, bồ quạt xe thì có cái hay nha mọi người nha. Đấy rồi anh em làm xong anh em ốc anh em vứt như này cho mình luôn này. Đó đây chưa, đây AB nguyên kiện như thế này đây. Kinh khủng. Một con keo rồi chở tới cho mình nha. Nói chung mình ở đây chỉ nhai xương anh em thợ thôi, anh em thợ ăn hết cái nạc rồi, mình là xương. Nhưng mình chơi ở đây với mọi người là mình chết là mình chịu nha mọi người, mình bảo hành cho khách hàng nha. Đấy còn mọi người cứ ăn thịt đi, còn xương người nhả ra Đình Tuấn lại nhai lại. Cảm ơn tay ga Trung Hiếu. Đấy, nguyên nhân cái này là CKB đốt liên tục, các bạn chỉ cần chạy vài tiếng hồ cái CKB lại đốt tiếp nha. Mô bên sườn các bạn cũng thay rồi này, đây đó, mô bên sườn các bạn thay, các bạn không cắt luôn, khá là dài. Mình sẽ để vô qua đây chút. Đây mô bên sườn là các bạn thay này, à các bạn không cắt này, dài này. Cái này mô bên sườn của mình nha, à mô bên sườn của anh em này bù khá là dài. Đó. Mình sẽ chích cam ở dưới này chút xíu nữa này. Đây chưa, dài không, đây, khá là dài nhá. Đấy đây các bạn này, cứ chạy xong phát lại chết CKB cho mọi người nha. CKB thì hôm qua lên mình mua một cục, ok anh em thợ mà, mời các bạn đừng có chém quá. Đây chia sẻ nha. Đó CKB đốt này, rồi mình mới lắp xong, mình mới lắp két nước vào để cho nước nổ từ bấy, gọi như là nóng ran nha anh em, khoảng 9 mấy độ C rồi. Đây đó anh em bắn ra hết này. À, vấn đề lại còn của mình. Rồi anh em cũng cột dây kém ở đây luôn này. Ok anh em cũng cột kém này, yeah, gà cho nó nhẹ đấy. À, các bạn cột dây kém dây đông. Rồi các bạn thay luôn cả vít gió, thay luôn cả lò xo nhá. Đây lò xo này vít gió khá là mới luôn. Đấy, và bây giờ nó nổ ganti vẫn chưa ngon nha. Lò xo ok hết này. Rồi tạm thời mình sẽ bắt ở đây. Chia sẻ cho mọi người nha. Rồi em đang live stream chúc cho mọi người nha. Tí em sẽ gọi lại sau nha. Rồi xíu nữa em sẽ gọi. Trời ơi. Rồi đó. Rồi mình thay CKB của mình thì đương nhiên cái jack của mình không có, mình phải cắt nha mọi người nha. Mình lấy CKB zin mình cắt. Rồi con CKB kia anh em thợ ăn để ở tiệm ăn đấy. Rồi mình cắt, mình lấy cái jack thôi. Rồi mình hàn xong rồi mình hơ gen rồi mình lắp vào rồi mình test xem chết hay không. Alo. Chào anh.
mót hả? Ngày mai mới có. Còn 2-3 bữa. Ok, bảo người ta thông cảm cho chút. Đang cố gắng cái nha. Rồi rồi. Thì cuộc sống này ấy, chúng ta sinh ra thì nó không phải là luôn luôn trải thảm đỏ và hoa hồng để chúng ta bước đâu. Cái nghề này nó khá là gian nan mọi người ạ. Chứ nhiều lúc thật sự nó báo cái lỗi 52 thì chúng ta đo một phát thì chúng ta thay CKB. Và anh em thợ này cũng nhờ nhiều anh em thợ khác rồi. Rồi anh em vác con sờ mất tun hoặc là vác cái máy chẩn đoán gì tới báo lỗi 52 anh ơi. Đồ thay CKB anh ơi. Đồ anh em gọi cho thầy nào trong thành phố đồ nữa chứ chỉ người ta ok đo điện áp như vậy là ok thay CKB. Thì hôm nay mình thấy anh thợ này kể lại cho mình. Đồ ngày hôm qua tao nhờ cái thằng kia đủ nó vác con sờ mất tun tới đủ nó bắt lỗi tao lỗi 52 mà ơi, đủ nó gọi thầy bà gì đủ ghê lắm. Đủ nó chỉ tao đo CKB thay CKB vào xong giao cho khách đủ nó lượm triệu mốt mấy chục. Lượm triệu mốt năm chục. Khách lại quay lại chết CKB. Thì khách hàng này đòi vào trong hết thay thì nó khá là nhiều tiền. Và anh em thợ này đã ăn rồi. Thì anh em thợ này nhờ mình. Chứ không phải là đủ các bạn mua được cái máy về nhà các bạn đủ nhờ thầy bà sư phụ đồ đủ các bạn nghe ghê quá đâu. Bởi vì cái thứ nhất là nó phải cần là thực tế. Sư phụ thì sư phụ chứ bản thân tôi cũng vậy, tôi cũng đi hỗ trợ cho anh em mà. Những cái quan trọng là đôi tay của các bạn và kiểm tra như thế nào. Thì cái này thì nổ luôn khách hàng nó vui sướng, khách hàng bảo lấy xe về nhưng tôi bảo làm không được lấy. Cái này anh phải để lại từ đây tới chiều để tôi test cho cái gì cả. Còn bình thường tôi thay cái này tôi không biết là ở cái tiệm đấy làm cái gì. CKB anh bảo 1.150.000. Thì CKB ok tôi thay cho anh, tôi sẽ lấy thêm 300.000 công nữa. Chết tôi chịu. Bất kỳ anh chất bộ ở đâu mà nếu xuất hiện cái lỗi mà nháy trên cái đồng hồ nữa thì khách ấy biết rồi. Thì tôi sẽ đẩy cho anh. Cũng đơn giản, lâu lâu tôi mới ăn được cái quả mà CKB lại chết hai con như này. Khoái. Bộ và xẻ mọi người. Comment ở phía dưới. Đây. CKB hôm qua mua của tôi lắp vào vẫn chết cơ. Hôm qua tôi bán con CKB này thì anh em biết giá rồi, bởi vì anh em thợ mà. Rồi tôi bán cho cái giá đấy. Thì nó chết rồi. Thì hôm nay tôi lại lấy CKB của tôi tiếp. Tôi mong cho nó chết tiếp. Rồi anh này anh cũng tháo ra, anh xịt ERP7 đủ làm chuyên nghiệp. Thầy này chắc cũng hơn tôi chút, xịt rác đồ vệ sinh. Khoái chảy nước miếng. Tí nữa tôi lượm 300 thôi. Đấy là cái quy luật tôi bắt bận 300. Đấy, uống vài chế dừa thôi. Và ấy, đôi khi chúng ta làm thứ nhất là ăn này, thứ nhất là ăn ấy làm ở trong này cái cuộn điện ăn vệ sinh lỡ tháo ra CKB thì phải thổi cho nó sạch cái cuộn điện. Nếu chúng ta đã làm ở cuộn điện là phải sạch. Và tôi hay là kiểm tra những cái dây ở đây anh em này bóc tắt này. Đồ ăn sợ ăn chập ăn bóc tắt ra hết. Còn xé ra này, các bạn thấy băng keo mới không? Đây. Thời gian bọn làm người làm gì? Sợ chập. Đây, thấy không? Quấn lại hết băng keo. Đây nữa này. Sợ CKB này chập dây mà. Đấy, cái đường này là đường CKB tháo bong hết. Bong tới đây. Cho em 5 cục nha anh. Đây, là đường CKB. Thì cái này nó đơn giản. Đây, hàn lại luôn rồi. Bọc gen đồ rất chuyên nghiệp. Cái này gen hay là gì? Đúng rồi, gen nóng. Gen đen. Đó. Khách nản luôn. Khách bảo con xe này 4 ngày. Thì khách nói sao tôi nói vậy. Tôi thì không bao giờ bịa chuyện.
mẹ bịa thì cũng chẳng được cái gì. Đảm bảo con xe này phải 3 lít. Thì tôi lấy tiền anh khách này, thì anh khách này sẽ tính tiền với anh thợ kia. Thì tôi không biết. Vấn đề ở đây cứ một gấp đôi cả đã. Còn anh Phang 2 triệu hay 3 triệu hay là triệu mấy quyền của các anh. Ở đây tôi bao. Đúng không ạ? Chết thì tôi lại làm lại, tôi lại cho lính tôi đi cứu hộ. Cái thứ nhất là ok, mọi người chia sẻ bộ cho quả sẻ vài phát đi nhỉ. Tuấn góp ý chia sẻ vài nhóm cái. Đồ con xe đời nhà Tống này vẫn chết CKB. Ây trời ơi, lại mở lên bộ phim này thì bỏ mẹ rồi, chết rồi, tay ga xuân dần. Phim gì đấy? Ôi trời ơi. Tôi tình cờ thôi nha mọi người. Cái này là tôi tình cờ thôi. Tôi đang vào Facebook của tôi thì nó tình cờ nó lên cái bộ phim đấy. OK. Tôi tình cờ thôi chứ tôi không có. Rồi tôi sẽ bổ cho quả sẻ mấy cái. Rồi anh em thợ cố gắng, chúng ta nâng niu bàn tay Việt. Cuộc sống này không có ai là chảy trải hoa hồng và thảm để chúng ta chạy cả. Tôi chia sẻ đủ các kiểu luôn. Nhóm nào tôi cũng chia sẻ hết. Mẹ nó cho tôi thì ok, không cho tôi thì nó đào ra. Cứ miễn sao ở trong này nó có nhóm. Nhóm để làm gì? Nhóm để chia sẻ và bổ quả sẻ. Nữa cả nhà. Ngày hôm nay tôi khá là vui ấy. Vui hay không ở phía sau tí nữa tôi sẽ cho quý vị biết. Nhóm ta là nhóm, tôi bấm nhóm ta là nhóm quý bà, nhóm đàn ông đàn bà, tôi làm hết. Nhóm giao vặt, nhóm trợ tốt, các bạn chỉ cần như vậy, các bạn nhấn cho tôi phát là xong. Rồi thả tim đi mọi người, 50 người chơi buổi trưa nay đi. Ở tí nữa nhờ mấy đứa chở con bé Son đi học phát nhỉ. Tí nữa phải chở con đi học nữa rồi. À 1 giờ hơn các bạn nhỉ. À sorry mọi người, hơn 1 giờ tôi mới chở con đi học. Vẫn còn thời gian 1 tiếng để nói chuyện với mọi người. Chia sẻ. Đó. Thì ok tôi sẽ vào vấn đề luôn, không để quý vị phải chờ lâu, điện thoại gọi liên tục. Em nghe ạ. Xong rồi. Xong rồi. Đấy. Thì đầu tiên rồi, ở đây thì theo quan sát một người thợ của tôi thì ở đây tổng mát nó khóa bị mò về. Nó khá bị mò ve nha. Lúc nãy tôi tháo ra hầu như nó mò ve kinh khủng luôn. Thật sự cái này nó bằng đồng thau. Mà các bạn thấy không, nó đổi màu. Tôi không biết là bình thường cộng mát ở đây, xe ở đây ấy, chạy thì rất ok. Nhưng cái tổng mát này tôi mở ra ở đây thì nó lại mò ve hết. Tôi chưa thấy tổng mát nào, hồi giờ tôi làm nghề ở khu vực ở đây chưa thấy tổng mát nào nó lại mò ve như vậy. Thì ở đây là một cái kinh nghiệm. Đầu tiên tôi sẽ phải vệ sinh. Lấy rũa tôi trà hết. Đây tôi sẽ mở cho quý vị xem. Chẳng có giấu giếm gì mọi người cả. Tôi thì phải làm ăn, phải rắc đồ nó phải là hoàn hảo. Bởi vì theo cái quán tính và kinh nghiệm thôi. Còn giải đáp để CKB chết liên tục thì tôi đảm bảo ở trên Việt Nam này chưa có thầy nào cấp cái chứng chỉ xe này hay chết CKB cả. CKB chết thì mọi người hãy tìm vệ sinh. Những cái nào nó hay liên quan nhất thì mọi người phải khắc phục nó. Còn là trên thầy bà, trên thời buổi này thì không có ông nào mà mẹ phán xét cho phát ở nguyên nhân này chết CKB liên tục. Thì không có đâu. Tôi dám đảm bảo với quý vị một câu vậy. Đó, đây. Và tôi rất kỹ, tôi nhét mỡ vào luôn. Lúc sáng nó bị mò ve kinh khủng. Tôi lấy rũa tôi trà này. Và đồng thời cái sườn này nó bị sét như thế này luôn. Thì có vẻ là đương nhiên chúng ta làm nghề làm điện đuốc thì đương nhiên nó sẽ không có tiếp điểm tốt. Nó như một cái sợi dây bị mo ve thì đương nhiên nó sẽ bị sụt áp.
giữa từ cái điểm đầu cho tới điểm cuối nó chạy. Có thể là không lưu loát, nó đơn giản như một cái cống. Đây. Một cái cống trong này bình thường nó thông thủy thì đương nhiên thước nước từ cái đầu này trên này nó chảy xuống đây cực kỳ là thông thủy. Còn nếu ở trong này nó bị một cái cặn bã gì trong đấy thì đương nhiên nó sẽ bị yếu đi. Nó đơn giản như quý vị gặp cái tình trạng cái dây bơm xăng ở đây quý vị thấy bị nghẹt bao giờ chưa? Đấy, nó rất kỹ đúng không? Ở trong cái bình chứa lớn nó luôn luôn có một cái lọc. Đó. Mà đôi khi ở trong cái ống dẫn nó vẫn bị nghẹt. Và rất nhiều anh em bị ăn hằn ở cái ống này. Đấy, nên tôi rất kỹ, nhiều lúc tôi nghi ngờ phát là tôi phải tháo ra tôi xịt. Tôi xịt hơi cảm thấy cái súng hơi nó bích. Nó thông thoáng một phát là tôi bảo cái đường ống tôi cảm thấy ok. Tôi mới lắp vào tôi test tiếp. Đó là chia sẻ cho mọi người. Alo. À đồng hồ hả? 900 em ơi. Ok em. Đó. Ok không mọi người? Mọi người chia sẻ đi. Cái gì tôi live stream là nó thật. Tôi không mang lại là một cái giáo sư cho một cái quá trình dạy học cho các bạn chuyên sâu về những cái con này. Chúng ta phải cần có bao nhiêu chất liệu để sản xuất ra một cái con cảm biến hay là một con IC cần bao nhiêu linh kiện, cái đó thì tôi không hiểu. Cái đó là chuyên gia, kỹ sư, thạc sĩ chuyên về tư vấn hôn nhân gia đình. Còn tôi chỉ biết là làm cái nghề này nó theo cái kinh nghiệm và phải hiểu được nó thì các bạn mới làm được. Đây, các bạn thấy không? Nó rất bị mò về khá là nhiều. Đó, bây giờ tôi sẽ bắt lại. Đấy, tôi vệ sinh cho nó sạch đồng yếc. Đấy, cái vấn đề này là vấn đề đầu tiên. Nó đơn giản là thiếu mát thì các bạn thấy những cục đồ mô tôi đề không? Thiếu mát thì các bạn sẽ thấy bị cái gì? Đúng không? Đề mẹ rất nóng. À, đề mô tô đề cắt cắt. Lại chết xe cơ về. Đâu? Đầu mẹ biết cái mẹ gì đủ mẹ. Ở đây nhiều thằng thợ vang con máy lên hủ ma dọa khỉ không? Đủ các bạn biết cái gì? Đồ mẹ cái thằng không biết thì lại bị cái thằng hù ma dọa khỉ. Môi trường môi con mẹ gì. Môi trường nào chết xe cơ bê. Đủ nhiều lúc các bạn mẹ mới mua cái máy của thắn nào trên mạng. Đủ nhiều lúc các bạn đủ múa ghê quá. Tôi nói cho các bạn biết ở đây luôn nhá. Tôi nói cho các bạn đừng, các bạn ở đây nếu các bạn đừng có buồn. Các bạn mua máy của tôi ấy thì sau tương lai các bạn ghé ở đây thì đương nhiên một là nó miễn phí. Hai là nó chỉ là một chai nước. Còn nếu các bạn mua máy ở đâu mà các bạn hù ma dọa khỉ sau này gặp tôi thì thật sự nó nhất định là phải toàn tiền lít trở lên thì tôi mới làm cho các bạn. Alo. Rồi rồi, đồng hồ Basic 214 em ơi, mặt led nha. Rồi rồi, anh còn cái đưa cho em nha. Sao sao vô kể coi. Đó, đổ, thấy không? Thì tôi ở đây câu chuyện tôi toàn là nghe lại không mọi người. Tôi thì không biết, sáng nay mẹ tôi đang ngủ gọi. Tôi nói thật sự một người thợ một con mô bít sườn sống hay chết các bạn chưa làm điều đấy thì các bạn tốt nhất là các bạn ở đây các bạn đừng có cầm cái máy các bạn hù ma dọa khỉ. Các bạn bấm lên các bạn rồi môi trường rồi tỷ lệ hòa khí. Thế nào là hòa khí? Anh em hiểu không? Thì các bạn chốt phát 52 CKB các bạn cầm cái máy đi về đủ oai như cóc. Rồi các bạn lại hù ma dọa khỉ. Hôm nay Hùng ABC bảo đủ, thằng ấy mới mua cái máy đâu 20-30 triệu đủ mới học trong Sài Gòn về nhà đẳng cấp lắm. Học đẳng cấp đồ lắm. Đủ má chết như dạ. Nó mua ở đâu vậy?
Má nó mai mốt lên gặp anh Tuấn thì hơi bị đau lòng, cầm nó mà mua ở nơi khác lên đây mà gáy. Đó. Ok. Được chưa? Đó, nó phải là ok, ở đây sẽ là cái tổng mát. Rồi tiếp tục tôi lại tiếp tục rút những cái rác này ra, tôi mê ve, tôi kiểm tra rất kỹ. Anh em hiểu không? Đó, rất kỹ. Và đồng thời tôi sẽ nhìn cái rác CKB này của mọi người Hàn ở trong có bị mò ve không. Tôi nhất định là phải làm ok ở vấn đề này và rác. Xong tiếp tục là cục mobi sườn. Đây. Đấy, tôi lấy mobi sườn và cái trục buji của tôi thử nghiệm luôn. Đấy, bởi vì khi nó bị hằn rồi chúng ta cần phải có là ok. Ủa, điện thoại gọi dữ quá. À, xin lô. Gửi bưu điện em ơi. Ok em. Má ở đây có vài thánh đồ má, nó ghê lắm. Đó. Ô xì kê. Rồi cái này ở đây là kêu tăng cam cho mọi người nhá. Xít cam trùng hoặc là kêu tăng cam này nhá. Đó. Nói chung là những cái tầm này để các bạn tháo ra các bạn thay xin cam hết cho tôi. Rồi. Kể cả xin cam hơi trùng nhưng các bạn phải thay. Bởi vì trong quá trình dây xin cam hoạt động thì đương nhiên những cái mắt nó sẽ bị hao mòn đi. Nó giống sợi sen của chúng ta đấy. Đó thì anh em phải thay. Chứ nhiều lúc anh em còn tháo cái cục tăng cam ra anh em hàn, anh em độ chế là thứ nhất là nó êm nhưng chạy không có sướng ha. Mọi người phải tháo ra thay sợi xin cam. Đấy và kiểm tra lại cái tăng cam. Rồi các bạn nghe động cơ này nhá. Đó. Gan ti không đều này. Rồi tôi sẽ cho nhỏ lại này. Vấn đề này tôi không xử lý. Đổ vặn không nhỏ luôn không? Đổ đo ghê quá. Đúng rồi, anh Hùng sửa xe máy chuẩn, thank you anh. Đó. Rồi hệ số môi trường nè. Đủ các bạn nghe thánh nào trên mạng đổ môi trường môi ghê quá. Môi trường. Đâu phải đi học về nhà cái làm được ngay đâu anh em. Hẳn ra bá lửa hết. Rồi nhiệt độ máy 69 độ. Ok. Rồi ok. Rồi, RPM ở đây đang có vấn đề một chút xíu. Hơi nhỏ đúng không? Dòng tua máy này nhảy không có đều. Tôi vẫn cảm thấy tua máy này không khoái. Rồi, tôi cố gắng tôi chỉnh cho nó ngon lành, cần đào cho anh trai chút. Ok. 1500 vòng RPM. Thời gian full 0.929. Ờ, với tôi không quan trọng. Rồi, tôi cố gắng làm con xe này ok rồi đấy.
Qua thịt 1.4 triệu, 5 chục hả? 1.1 triệu, 5 chục hả? Khách này. Thôi coi, hoạt động làm đi đâu. Đồ anh em thấy không, cùi bắp nó kêu cơ đó mà anh lên chiếc tốp còn hoạt động mà anh em. Trời anh em thấy không đó. Và vấn đề ở đây tôi đã chia sẻ cho các bạn hoạt động Alin Sheet Top nó phải yếu tố như thế nào, thì các bạn xem clip video này. Có rất nhiều các bạn cứ bảo thông số ok bởi vì oxy nhiều lúc ngoài giải đó. Thế nào gọi là thông số ok? Thông số ok là ở nhiệt độ trên 60 độ C. Tôi sẽ mô phỏng lại cho mọi người hoạt động Alin Sheet Top như thế nào. Tắt đi. Đầu tiên mọi người phải để vòng tua máy trên 60 độ C. Tất cả cái này đều ok này. Rồi. Đúng không? Ok, cái này mới gọi là quyền ok. Rồi, góc mở bấm ga ok. Các bạn phải làm cho tôi làm sao vòng tua máy phải chuẩn từ 1.5 cho tới 1.6. Được chưa? Rồi, dòng tua máy chuẩn thì góc đến lửa mới ok. Và thời gian phun với tôi thì nó khoảng 100 mấy, 200 mấy. Thì các bạn lưu ý là máy phát AQ ở đây nó chỉ là một cái để chúng ta giao diện, để chúng ta nhìn thôi. Và đặc biệt cái oxy. Đó. Thấy chưa? Để cho vòng tua máy lên một chút. Rồi. Thế này thì vòng tua máy mới gọi là ok. Thì vấn đề còn lại các bạn phải thay thử cái bình. Phải thay thử cái bình. Lấy một cái bình mới các bạn thay thử. Rồi. Cái thứ hai nữa các bạn phải kiểm tra cái VS. Nó chạy lên con IC này có đứt hay không. Nhiều lúc các bạn còn khăng khăng là bảo cái VS. Tôi nhìn thấy trên cái đồng hồ. Nó lên rồi. Liên quan gì VS không hoạt động. Lên tới IC. Lên cái đồng hồ để làm cái gì? Nó đơn giản như con vi sờn. Nó bằng đồng hồ cơ. Để cho chúng ta nhận diện được km chúng ta đang chạy ở vận tốc bao nhiêu. Vận tốc bao nhiêu. Còn vấn đề từ cái cảm biến VS tín hiệu xung nó đi lên con IC, để nó cảm nhận được bánh sau của quý vị có chạy hay là ngưng. Cái điều đó là điều quan trọng nhất. Nhiều lúc nó đứt ở đây, trên đồng hồ nó không đứt, hoặc là nó bị mo ve chân ở đây. Anh em hiểu không ạ? Đó. Chứ không phải là chúng ta cứ dồ ga một cái, chúng ta thấy km lên thì chúng ta bảo ok, nhưng nó bị vo ve ở đây. IC nó không nhận được tín hiệu ở cảm biến VS. Đó thì các bạn phải đo thông mạch và các bạn phải kiểm tra rắc. Đó, có rất nhiều các bạn còn cứ khăng khăng. Và tôi chia sẻ cho anh em một cái clip này trên con xe Vision. Có rất nhiều anh em bây giờ vẫn hạn chế ở VS. Thì các bạn cứ nhiều lúc các bạn bảo ở Vision này không có VS, không có VS thì làm sao mà hoạt động được Alin. Bởi vì cái đồng hồ nó bằng cơ thì nó phải xài bằng cái dây km. Còn ở đằng sau nó vẫn có cái nhông. Có cái cảm biến VS. Đây, ở trong cái trục đen ở sau cái nhún sau. Nó sẽ gửi tín hiệu về IC để xác nhận được bánh sau của các bạn có làm việc, quay bánh hay là dừng. Để nó gửi lên IC, để IC nó mới cảm nhận được, mới cho các bạn hoạt động Alin. Đó là cái cảm biến VS. Còn tất cả thông số là phải ok nha. Bình điện là phải mặn. Còn cái vấn đề mà Alin Sheet Top tại sao hoạt động được thì ở trong cái nhóm. Cảm ơn tất cả anh em. Để làm nghề này chúng ta phải cần có nhiều kinh nghiệm. Đây. Các bạn thấy sao ngày hôm nay 4 con sờ mất tuôn vào con motocan lên đường. Bởi vì cái uy tín, không biết là anh em chưa biết,
hay là nó như thế nào. Còn anh em biết rồi, thấy anh em ủng hộ không? Đó. Cảm ơn, cái này chỉ biết là những tấm lòng luôn luôn anh em ủng hộ. Một con này sẽ đi Đà Nẵng, cái kia Đà Tẻ Lâm Đồng và đồng thời Hà Nội, và cái này nó sẽ là đi Bình Dương. À, Bình Dương. Cảm ơn tất cả những tấm lòng của anh em khu vực Bình Dương ủng hộ rất là nhiều. Đây, em trai này ở Đà Nẵng. Tất cả những lá phiếu này Đà Nẵng. OCK chưa? Ngày hôm nay cũng là ngày mùng 10 tháng 1 của 2022. Đó. Rồi, anh em này bảo anh trai, em mua máy rồi, phun cho em bộ nồi 125 để về nhà em cảm nhận. OK lần sau em ủng hộ. Không OK thì em sẽ gợi ý ăn. Giả lập đồng hồ và bộ tài liệu. Đó. Và cuối năm này mình tri ân cho các bạn một cái đồng hồ, một cái đồng hồ đo áp bơm, nó như ăn này. Đây. Đó, cái này là mình tri ân. Ờ, thấy nhiều các bạn tri ân quá, nhiều lúc các bạn cứ hỏi mình cũng chơi đẹp với mọi người luôn. Ơi, cái này anh trai ở Lâm Đồng. À, một cái đồng hồ đo áp suất xăng và bùng đốt, và một cái đồng hồ đo điện kèm theo bộ tài liệu. Anh trai này ở Lâm Đồng, Đà Tẻ Lâm Đồng, quê hương của Đình Tuấn. Rồi, cảm ơn anh trai Thành Lân ở Đà Tẻ Lâm Đồng, cách nhà Đình Tuấn khoảng 1 cây số. Rồi, đó. Từ lúc mà biết làm xe, từ cái lúc mà cái thời mà Đình Tuấn vẫn đang cởi chuồng tắm mưa thì anh này đã là sửa xe rồi. Đó, ngày xưa mình hay đi cùng những anh em ở thợ sửa xe, mình ra ngoài mình chơi. Ở ra ở chỗ này người ta cũng xoáy nòng, tiện bít tông. Nhưng thật sự để khoảng mấy chục năm sau, khoảng mười mấy năm sau, Đình Tuấn có ở Bình Định, ngày hôm nay được anh trai biết đến. Và anh trai ủng hộ con Sabaton bản R. Đó, cảm ơn mọi người. Rồi, tiếp tục cảm ơn anh trai này chốt con R bản cũ giá rẻ được vài triệu. Nó cũng như mới thôi. Mà chẳng qua người ta bấm tít tít hù ma dọa khỉ thôi. Thì bây giờ về ăn, ăn lại hù ma dọa khỉ tiếp. Máy nó đẹp, long lăn. À, không có gì. À, tặng cho anh bộ giả lập nhỏ nhỏ làm kỷ niệm. Còn ăn bị khó khăn gì về hệ thống FI, vui lòng liên hệ cho Đình Tuấn. Không có anh trai Trần Mạnh Tú. Rồi. Rồi, tiếp tục anh trai này thì anh ấy lớn tuổi, anh ấy sức muốn bền bỉ châu bò theo đi cày. Thì anh ấy ủng hộ con Smartoon bản 7 zin, hàng cũ giá có vài triệu. Đây, anh bén dao, ăn dao bén. Và anh ủng hộ hai bộ nồi trước của Vision, hai bộ nồi sau về nhà anh ấy bảo anh lắp cho vợ anh ấy một cái. Cho cô vợ trẻ của anh đấy đi chợ cho nó nhẹ nhàng, chứ một lần nó bị tù tốn quá. Rồi, để ăn thử nghiệm. Và một bộ chòi 125 trước sau để về nhà ăn lắp cho xe A-Black của người anh em, chạy thử quảng cáo chất lượng nó như thế nào. Đó, cảm ơn tất cả mọi người. Đấy, ngày hôm nay là một máy motorcycle. Ngày hôm qua chủ nhật mình không ship được do hai đơn hàng của mình nó đang gặp trục trặc nên mình hoãn lại. Đó. Và nồi niêu song chảo và tài liệu bây giờ mới in xong. Đây, mời lấy. Đó. Thì hôm nay mới có máy trả cho mọi người. Đúng không? Để đầu xuân năm mới cái gì đấy, Tuấn dạy một nhóm học online giá rẻ nữa cho mọi người cho nó hoàn thiện nhá. Đó. Rồi năm mới nếu mình ra được cái tài liệu mới nhiều van bận hay hơn, đúc kết cho mọi người kiểm tra thì cái này mình phải có thời gian. Thời gian cái này phải làm cả nửa tháng cho mọi người. Thì nó sẽ đúc kết được van bận. Rồi máy Smartoon, máy Motoscan để anh em phân tích dữ liệu đứt dây hay là không, sẽ in màu cho quý vị. Đấy. Bởi vì nhiều anh em cứ học trước lại quên sau, thế mới giàu. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Đó. Đấy anh em thấy không? Đó, thì ở đây là những cái tấm lòng. Đấy, còn toa còn khá là nhiều nữa này. Đây là toa nào, úp sọt toa đó rồi. Rồi anh trai này 3 bộ nồi 8.1 Nghệ An. Được chưa? Anh trai này Hồ Chí Minh đã chuyển khoản 1320. Đó. Anh em nào chuyển khoản mình đã để cái chữ là chuyển khoản.
xe ca đó, đó là cảm ơn những tấm lòng của anh em luôn đồng hành và ủng hộ cho Tiến Tuấn một ngày một tốt hơn và hoàn hảo hơn để phục vụ anh em tốt hơn trong lĩnh vực sửa xe. Cảm ơn mọi người. Anh Điệp, anh có nói gì không ạ? Anh có phát biểu, anh có hỏi ý kiến gì không ạ? Đấy, hôm nay tiếp tục là xuất phát, bây giờ nó sẽ là thùng đóng hết cho mọi người. Bởi vì bây giờ toa hàng đi sẽ được chụp 3 kiểu ảnh. Một kiểu ảnh ở bên ngoài, một kiểu ảnh đóng thùng và một kiểu ảnh kế tiếp. Xuân liệu ăn comment với em có nhiều cái giá ưu đãi chương trình vào cái dịp cuối năm. Anh yêu em thì anh truy cập vào Zalo 0909 755 993 để được tặng những cái món quà ở cuối năm nay và nhóm học. Anh em vào học và bộ tài liệu cho mọi người. Đó. Ăn cơm chưa em yêu, ăn em chưa có tiền. Anh yêu, em phải kiếm tiền cái đã, em mới ăn cơm. Ở đây hôm nay thì mọi người chốt toàn cái bọn là gọi là bom tấn cuối năm, mọi người tiền nhiều. Ê, R không à, R nè. Đây, đánh dấu V là R nè. Đây, R không à mọi người ơi. Hôm nay không có máy nào là bản thường hết, R nè. Đấy, căn bốc làm gì? Bây giờ làm gì? Bây giờ làm gì mở tua được? Nâng cấp vì sao làm gì nâng cấp được. Ở đây cho mượn con sờ một tuôn về nhà remap. À, anh em thấy thợ thầy ở đây không? Mẹ không đầu tư nhằng cái là cho mượn máy này. Nhanh trả nhá. Đó, đủ một thợ ở đây mượn máy này anh em này. Đó, đây tiếp tục R nha mọi người nha. Đây, nó có dấu rồi. Đấy, R mọi người này. Thì con này cũng là R này. Đây. Mọi người thấy R là ở đây này. R này. Đó, R không à? Thấy không? 4R. Rồi, cuối năm rồi anh em tập trung mua xe thì không mua xe thì để mua máy toàn bản R không? Kinh khủng. 4 máy sờ bắt tun. Toàn chơi loại lớn không? Minh Sâm sờ bắt kia, xin chào anh lớn nha. Chào anh trai nha. Toàn các bạn kinh khủng không? Hàng bom tấn rồi mọi người. À, Khắc Điệp ơi, em còn nợ ngân hàng nhiều lắm anh trai ơi. Ui, sướng không? 3 lít. 3 lít trả tiền mặt bằng cái đã. Và em xin chia sẻ một chút xíu với anh em này, cuộc đời này thật sự chúng ta sinh ra thì chẳng bao giờ có hàm đỏ hay là hoa hồng để chúng ta cài cả. Cái gì chúng ta phải cần phấn đấu, luôn luôn phải phấn đấu, cố gắng học hỏi những cái gì hay đưa vào, còn cái gì không hay loát ra. Trên đời này luôn luôn có cái đúng, có cái sai. Đấy, thì chúng ta phải biết nắm bắt cái cơ hội để chúng ta vươn lên. Như bản thân thì Tuấn cũng vậy. Nếu mà sống lẹt chẹt, sống nhố nhăng,
chém gió vớ vẩn. Vài cái hệ thống phun xăng điện tử chẳng biết cái đường mù nào, lên trên mạng này hù ma dọa khỉ. Thì anh em nghĩ sao, làm gì được anh em tin tưởng đến lúc bây giờ? Cái gì cảm thấy nó phải đúng, nó mang lại cho anh em làm sao dễ hiểu. Và cái năng suất để chúng ta kiếm tiền thì anh em chưa học, nhiều anh em chưa học để kiếm tiền thì anh em chưa cảm nhận được điều đó. Và nhiều lúc thật sự anh em chỉ có học qua online, chúng ta nhìn đối diện mặt nhau qua cái màn ảnh nhỏ, nó giống nhìn qua cái màn ảnh TV. Chúng ta không được ngồi với nhau để uống nhâm nhi những ly rượu. Và để uống với nhau nhâm ly những ly rượu, ly bia, phải là người hợp tình, hợp lý. Bởi vì chúng ta phải cởi mở thì đôi bên chúng ta giao tiếp với nhau nó mới dễ. Ngồi với nhau ở phương xa tới mà chúng ta cứ giấu giếm nhau thì nói chung cái buổi nhậu nó cũng chẳng có cái gì cả. Rau bảo ok, ăn giàu, ăn đi kiếm kiến thức. Ăn nghèo, ăn đi kiếm kiến thức. Thì ở đây nó mới gọi là cái chầu nhậu vui vẻ. Bởi vì cuộc sống này chúng ta chẳng ai xin ai cái gì cả. Ok, khó khăn thì chúng ta phải đi làm công. Như bản thân thì Tuấn bây giờ khó khăn, có ai cho không? Hay là nhiều bây giờ anh em học viên may lắm cho 50.000, 100.000 chứ, làm sao mà đủ chi phí cho cả cuộc đời này được. Đó là cái giúp nhau hoạn nạn, 50.000, 100.000. Còn bây giờ ok, làm sao mà cứ bảo ừ bây giờ tôi không làm, tôi thất thế, tôi đi chơi cờ bạc. Anh em học của tôi, anh em thành công, cứ một ngày một người cho tôi 50.000, 100.000, hai người bán tôi 200.000 để tôi ăn chơi. Làm sao mà anh em cho hoài được. Anh em chỉ có giúp đỡ nhau ở cái phút nào chúng ta gặp nạn, ở vấn đề đó là tấm lòng, tùy theo 50.000, 100.000. Còn ok, khỏe khoắn rồi. Ừ Tuấn ơi, dạo này mình ở cửa hàng mình có nhiều công việc. Ừ, bạn có thể tới cửa hàng mình làm. Mình không mang lại cho các bạn, cho Tuấn trong vòng 1, 2, 3 năm, nhưng mình giúp cho Tuấn khoảng 1 tháng, 2 tháng. Mình trả lương cho Tuấn để cho Tuấn có đồng tiền nuôi vợ nuôi con, cái đó là cái ok rồi. Đúng không? Làm sao mà xin được cả đời, phải đi làm công ở vấn đề này, nhưng chúng ta phải làm sao sống cho nó đoạn hoài. Đấy, chứ không phải là mẹ nhà giàu rồi tới lại kêu khổ, kêu nghèo. Hãy thoải mái. Ừ, tới chúng ta giao lưu ở tất cả là phương trời, có tất cả anh em đều chúc mừng. Ở đó là một cái động lực để nhiều anh em khó khăn để chúng ta đi lên. Ừ, chúng ta ước mơ chứ. Ừ, người ta tại sao là một người thợ, ồ người ta giàu như vậy, tại sao người ta đi học FI? Đó là một cái niềm ao ước của một anh em mình đang khó. Nhìn vào tấm gương sáng của người ăn đấy để chúng ta vươn lên. Đấy, còn có phải là ừ mày ăn khó quá, khổ quá, kêu được cái gì, kêu cũng chẳng ai cho. Thì ở vấn đề kêu thì chúng ta cứ buông lòng thoải mái, giúp nhau được cái gì ở trong vấn đề tay nghề thì giúp. Tiền bạc thì vấn đề không ai giúp ai được, đó là cái quy luật. Anh em trong nhà còn chẳng giúp nhau, chứ không chi là người ngoài. Đấy, cái quan trọng là tay nghề để chúng ta đưa lên. À, mình ở đây mình có cái chiến lược này, mình có cái tư duy này, mình làm hay lắm. Rồi các bạn cho mình khoảng 50 phút mình góp ý. Nếu các bạn thấy hay ở khu vực, các bạn áp dụng. Đấy, và bạn này lại chia sẻ với bạn này. Đó mọi gọi là ngồi uống lon bia, lon rượu để chúng ta gọi là tư duy để chúng ta chia sẻ nhau. Đồ mà ngồi trong bàn nhậu thằng nào cũng là ông bố hết, thằng nào cũng là ông trời hết, thì ai là người? Không biết. Thì cuộc sống này chúng ta phải nói thì phải có người nghe. Rồi nói xong người ta nghe xong người ta nói lại, mình phải nghe. Cảm thấy ừ anh này nói 10 câu, mình đáp ứng được 2 câu, đáp ứng, test thử cửa hàng mình, có chẳng có mất mát gì cả. Không phải là mình test một phát bay mất vài chục triệu, hoặc là mình phải đi vay nóng, mình test một phát nó mất thì nó nguy hiểm. Ở đây mình test nhẹ cửa hàng đấy, nó mới gọi là ô xì kê. Còn bây giờ cuộc đời anh em cứ muốn như kiểu thầy ông nội là gì,
bốc thần lai hay lai lai gì? Nguyễn Tùng Vân bị nút đề, vệ sinh lại nút đề rồi, dắt ra đấy. Anh em hiểu không? Nước mưa nó vô ấy, nước mưa nó vô né xịt ok đó. Nước mưa nó vô nút đề né xịt nút đề ok đó. Anh em hiểu không? Đấy. Thì cuộc đời chúng ta phải như vậy chứ không phải là chúng ta mẹ muốn hưởng tu rồi chúng ta luyện một cái nội công mẹ vô thâm hậu như vậy ở cái tuổi mà xế chiều. Nội công nó quá lớn. Đấy, rồi chúng ta được cái gì? Rồi giống cái thằng cu gì ở cu em kia cũng vậy, vào trong ngân hàng cướp 3 tỷ. Ngông cuồng. Bởi vì 3 tỷ chưa ăn tiêu hết 1 tỷ đã bị bóc đi rồi. Live stream TikTok mua xe 700 triệu thì chúng ta lộ ngay. Bởi vì chúng ta chưa hưởng thụ thì chúng ta đã đi rồi. Đấy, cuộc sống này chúng ta làm như vậy nó vô ích cho cuộc sống này. Đấy, là một con người thì luôn luôn phải biết đúng và biết sai. Kể cả làm nghề sửa xe này, tôi nói thật sự với anh em này, nhiều lúc mình chán, gặp nhiều thành phần mang vào, nhiều lúc không có mình, nó vào nó đặt con xe, nó hù ma dọa khỉ, nó nẹp lính, bảo lèm như con kẹt, rủ mẹ bê bốn chiều lèm như con kẹt. Bây giờ xe nó tan, phải làm có bảo hành, đơn giản như bản thân này, muốn bỏ ra cả vài trăm triệu đi khám bệnh, chưa biết ra cái bệnh gì, đi tới khám bảo mày có khám không, không khám thì thôi đi về. Đấy, nên chúng ta đôi khi nó bị mất mãn với cái nghề sửa xe này. Với nhiều người, người ta am hiểu, người ta nghĩ cái nghề anh em mình nó cực khổ, thì mày mót mét mãi mới được vài chục ngàn, và cái lốp bắn phích phích, lâu lâu mới kiếm được ít đồng. Làm xe còn hành đi hành lại, còn phải bảo hành. Chẳng qua lâu lâu đớp được cái gì, cái ban bận rồi, motor bơm hoặc là xây cơ bê gì đấy, kiếm được vài trăm ngàn bạc, chứ đâu phải để mẹ kiếm một cái phong bì vài chục triệu, trăm triệu tiền hối lộ đâu. Anh em đúng không? Mẹ nhiều lúc con xe cơ bê đây, mẹ còn là xử lý, còn há mồm, còn cần phải có tư duy, cần phải có kinh nghiệm. Mẹ kiếm 300 ngàn bạc. Mình đã bảo nhiều lúc kiếm 300 nghìn, nhiêu tiền em? 4,742. 400 mấy à? 4,742. 4 triệu mấy. Một triệu, 1,7, 1,9, 2,1, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 3 triệu, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4 triệu, 4 mấy? 4,7, 4,2. Thiếu tiền rồi. Số tài khoản không? Tính 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 tính. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, một, mười hai, mười ba, mười lăm, mười bảy, mười chín, hai mươi mốt, hai ba, hai lăm. Bốn triệu. Alo. Ơi về liền nha. Rồi rồi. 4 triệu đúng không nhỉ? 4 triệu đúng không? Thôi để test lại rồi lại cho chút. Hao hả? Đây là bán cái số này qua đây. Máy mới mất.
Chút nữa đưa rồi. Hả? Xong. Còn 4 triệu đúng không? 4 triệu đâu. Hả? Tí đưa mấy trăm. Chút nữa mấy giờ mình ra được. Xíu nữa sau cái buổi live stream mà thì nó ghé lúc nào cũng được. Đấy là trước 2 giờ thì ờ thiếu 700 mấy 742. Ờ ra điện thoại live stream không tin được gì rồi, còn lại 742.000. Thông cảm hôm nay móm quá, trong bị có 4 triệu bạc rồi. Ok cái gì gọi cho. Mưa gió quá anh em ơi, đổ Bình Định dạng này chết đói chết khát hết. Xe Việt Nam mà em, Việt Nam lên Ý mà. Thôi mọi người đi ăn cơm đi, em phải về nhà cho con gái đi học chút xíu nhá. Chiều nay cháu nó học buổi chiều cho mọi người. Đấy, về nhà còn đi vay tiền trả nợ shipper rồi đã. Mẹ có tí đây 4 triệu mấy. Mọi người thấy không, lẹ những cái gì trong này biết 4 triệu mấy. Đấy, hôm nay móm này tiền tài khoản cầm có hơn 4 triệu. Điện thoại này đang live stream với mọi người, không thể nào cắt ngang được, dù nó đòi cũng không bao giờ tin được, anh em hiểu không? Bởi vì mình đang live. Gì trong này biết. Trời, cái gì trong này. Rồi mọi người, thank you mọi người thôi, không biết gì đâu. Chỉ có chờ đón vài anh em ở đầu năm xuân mới tới đây thôi, dạy vài người, bởi vì Covid mà, anh em nào đến được thì đến, 2 người, 3 người, 4 người, 5 người dạy hết nhá, ăn Tết xong giảm 3% nha mọi người nhá. Dạy nhiều thì Tuấn có tiền thôi, dạy ít thì nói chung là nó cũng không đáng bao nhiêu, nhưng cuộc sống này vui là chính nha. Vui là chính, tiền bạc là 10. Rồi xin chào mọi người, Hằng Dương, Khắc Điệp, An Đạt và toàn thể anh em ở trên cái buồng live. Tôi xin phép kết thúc clip live stream tại đây. Xin chào mọi người. Rồi ok, xin chào anh trai Thuân Dần. Em offline.